hai mọi người. Một điểm tiếp theo mà một cái chùa mà mình muốn review cho mọi người có tên là Thiền Viện Đông Lai. Tên ngôi chùa là vậy, tuy nhiên là ở người dân xứ sở nơi này thì nói là chùa Phật nằm. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây có một tượng Phật nằm ở đi ngang đường, mọi người có thể nhìn thấy được. Ở đến chùa này nó không phải là một vì là cảnh đẹp, mà ở đây mà chân có một cái mà ấn tượng mà mọi người nhắc tới là ở ngôi chùa này có bánh xèo được miễn phí rất là ngon, nên đa số là những người đi đến chùa đều đi tham quan qua như là qua cái nơi mà làm bánh xèo cũng như là thưởng thức cái món bánh xèo đặc biệt như thế này. Tí thôi, tí cho xin mọi người xem bánh xèo ở đây như thế nào nhé. Nay là ngày 1 tháng 2 mà là rơi vào ngày Chủ nhật, nên cũng không khó khăn khi là mình nhận thấy rằng ở đây có khá là nhiều khách đến để viếng thăm ở chùa này. Đây cũng có bán rất nhiều đồ để cho mọi người, có cả có gì để nấu nước uống nè. Xoài, xoài đang bán 10.000 ký này. Này 26 mà mua giùm em đi, 25.000 à. Có một số đồ khác đồ nệm nữa nè. Dạ, được rồi chị ơi. Có bán luôn quần áo rồi có cái gì luôn. Cái chị đó đang chào mời mình rất là nhiệt tình. Chà chà, bán vải luôn nè. Anh ơi, bay qua đây. Cô đứng bán đầm đầm, mở con nhiêu bộ gì cô? Em làm trai đẹp cũng cho hả? Cho anh. Dữ vậy hả? Anh xin cho anh. Trai đẹp nó cho đó, anh xin cho nó. Ủa đồ gì nó ngộ vậy ta? Đồ này đồ ở đâu vậy ta? Đồ to anh. Mà sao cái mẫu nó ngộ quá vậy? Hàng của người Thái, giải của người Thái. Thái hả? Đây là đồ Thái. Nên nó kiểu Thái nè. Anh muốn mặc kiểu Campuchia cũng có. Oh. Có luôn kiểu Campuchia. Đây là mẫu Campuchia. Đó. Đây bán mấy đồ khác như là có me thốt nốt luôn nè. Lấy màu này cũng được, thử đồ to chứ, để thử đồ mà làm. Có tiêu luôn, có hột é luôn. Chào mọi người. Nói tới cái chùa Phật nằm, ai ai cũng biết là nơi chùa này thường xuyên đãi bánh xèo cho mọi người ăn và khá là ngon, nên ai đã tới chùa này hầu hết đều ghé xuống ăn bánh xèo. Và một cao điểm á, có thể là một ngày đãi ở đây cả hơn 1.000 cái bánh xèo. Ủa này là mình tự vô lấy hay sao mà là ngồi đây? Tự vô lấy. Tự vô biết lấy. Ủa vậy? Dạ. Tự phục vụ à? Dạ. Muốn ăn khoa lăng bò bếp, câu đó không có sai. Cho nên bây giờ muốn ăn bánh xèo, mình sẽ vào bếp rồi lấy bánh xèo xuống ăn. Cô mình làm đây để làm bánh xèo á cô. Ồ, kia là gói gì à? Nhưng á hả? Củ sắn. Ồ, ủa cái bông này cũng làm như bánh xèo không? Bông miếng điểm cậu. Cũng làm như bánh xèo hả? Ồ. Mình nhận thấy ở chỗ ăn thì có một cái thùng cúng dường tam bảo. Thì cái thùng này để cho dành cho những cái khách tới đi ăn thì có để lại những gì đó ít tiền để cho chùa có kinh phí tiếp tục làm bánh xèo cho mọi người ăn. Wow, bánh xèo nhiều thế. Ồ, một người mà đúc được nhiều bánh xèo luôn nha. Giống cái gì? Anh một ngày mình làm cái bao nhiêu cái bánh vậy anh? Mấy anh?
cỡ làm suốt là mấy ngàn cái hả? Wow. Ở đây mình thấy có ba cái bếp này, hiện tại cái bếp này thì không hoạt động, mà hai bếp này anh này và anh kia đang hoạt động luôn. Nếu mà một ngày cao điểm có thể là mấy ngàn cái mọi người, tùy theo lượng khách anh làm liên tục. Để mình đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cái lò. Còn một cái kia là 12, mà cái kia không có nấu nè. Wow. Hay nha. Ủa anh, mình làm này mỗi ngày hay là sao anh? Ngày nào cũng có làm luôn hả? Tư khách mà tới chùa, viếng chùa thì sẽ đãi cho bánh xèo. Wow. Cảm ơn. Đây cắm xèo ảnh mới vừa rút ra luôn nè. Dạ rồi. Mình sẽ bưng cái bánh xèo này ra bàn ngồi ăn. Tan. Bàn này nha. Tan. Ở đây mọi người đang ngồi sẵn hết trơn rồi. Ngồi lại đi. Ngồi ăn luôn. Ăn được mấy cái rồi cô? À, cá nước cũng dâu nữa. Chú tới chùa đã lần nào rồi chưa? Đi nhiều lần chưa? Mới đi lần nào với mình. Ồ. Ở đâu quay bên này? Rồi chú cứ nói đi chú. Con đang quay đó. Ngon không chú? Ngon quá, ngon rồi. Chỗ này là chỗ tu luyện luôn. Ngon lắm. Quá ngon. Dạ. Yeah. Chú ăn được mấy cái rồi? Ăn nãy giờ 3 cái rồi, tới giờ đi lâu lâu ghé để ăn. Nhà chú gần đây không? Chú Tân. Chú Tân. Quá ngon. 2 cái nữa còn nước vô. 3 cái rồi. Nấu nữa. Đây rau mình tự lấy nè, mỗi người mỗi gì á. Đây thành phần đây gồm chỉ rau, hai cái bánh xèo và một cái tô mắm. Mắm mình tự xử nha. Nói là khói đi chùa mà có ăn là khói thôi, ăn cũng vậy hết.